Xin chào tất cả các bạn thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo Và ở video này mình sẽ chủ yếu nói về huấn luyện viên Philip Chuse Mình sẽ nói đó xem là huấn luyện viên Philip Chuse đã làm gì cho bóng đá Việt Nam trong hơn một năm mà ông đã cầm quân Trước khi bước vào những cái thông tin chi tiết về huấn luyện viên Philip Chuse Mong các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nhé Cảm ơn tất cả các bạn Huấn luyện viên Philip Chuse đang làm gì với bóng đá Việt Nam Kể từ khi huấn luyện viên Philip Chuse ngồi vào ghế nóng thành tích của các đội tuyển Việt Nam đang càng ngày đi xuống một cách rõ rệt. Vào tối ngày 21 tháng 3, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã nhận một thất bại đáng cay đắng không một trên sân Bung Karno của Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng ép vòng loại World Cup thứ hai năm 2026. Sai lầm dẫn đến bàn thua của võ Minh Trọng chỉ làm điểm trừ lớn nhất trong một thế trận vô hồn, không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu. Rõ ràng, một sự bảo thủ vô tội vạ của huấn luyện viên Philip Chuse đã khiến cho những chiến binh sao vàng phải ôm hận. Ở trận đấu vừa qua, dường như vị phù thủy trắng đang cố gắng chứng minh rằng 80% người hâm mộ mà theo ông là không ủng hộ mình đã sai trong một màn đọ sức quan trọng, huấn luyện viên Philip Chuse đã cất 5 đến 6 cựu binh chất lượng gồm Tiến Linh, Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài trên ghế dự bị. Nguyễn Quang Hải thậm chí không được ra sân một phút nào, còn Nguyễn Thành Trung thì cũng chẳng được đăng ký thi đấu. Khi đang nắm lợi số lợi thế về điểm số, nhà cầm quân 69 tuổi tiếp tục để các học trò chơi tấn công, tạo thế trận kiểm soát dẫn đến sai lầm nơi hàng phòng ngự, thay thế một thế trận chặt chẽ để kiếm ít nhất một điểm. Và rồi kết quả đã được chứng minh sự sai lầm của huấn luyện viên Philippe Chuse. Chiến lược gia người Pháp đang làm gì với bóng đá Việt Nam vậy các bạn? Suốt hơn một năm ngồi vào ghế nóng từ đội tuyển quốc gia đến cấp độ U23 Việt Nam, tất cả những gì ông mang lại chỉ là những sự thất vọng. Đội tuyển Việt Nam đã có 4 chiến thắng, trong đó 3 trận giao hữu và 1 trận chính thức trước Philippines, cùng với đó là 9 trận thất bại ở các giải đấu chính thức dưới thời vị phù thủy trắng, những chiến binh sao vàng đã và đang không thi đấu đúng dưới sự mong đợi của mình. Cụ thể, tại SEA Games 32, U23 Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở hai kỳ đại hội trước đó. Chúng ta đã thua toàn diện tại Asian Cup 2023 và đã bị loại sớm nhất và gặp bất lợi trong chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2026. Từ vì thế là đứng đầu khu vực đội tuyển Việt Nam đang tụt dốc thảm hại từ vị trí 94 xuống hạng vị trí 105 và xa hơn có thể là hạng 112 trong thời gian tới. Đang nói hơn, sau gần 8 năm ông kẻ của Indonesia, những chiến binh sao vàng bóng hóa tầm thường thất bại trước đối thủ trong hai mần trận đấu gần nhất. Và phát biểu trước màn đối đầu tại Bung Kết No, HLV Philip Chuse tiếp tục lại đả kích người hâm mộ nói rằng 80% người Việt Nam đều trông chờ kết quả ngày mai để VFF sa thải tôi. Nhiều người đã mong đến ngày tôi bị thay đổi nhiều lắm. Nhiều người ở đây cũng vậy, nhiều người nói cách làm của tôi đối tuyển Việt Nam không phù hợp, thậm chí có người nói tôi đang phá hoại bóng đá Việt Nam. Tôi biết, vậy liệu sau những gì tôi đã làm, liệu vị phù thủy này có thực sự đang phá hoại môn thể thao vua tại giải đất hình chữ S này hay không? Đội tuyển Việt Nam và ông thầy 69 tuổi sẽ còn cơ hội sửa sai cuối cùng ở trận lượt về trước sân Mỹ Đình. Thế nhưng, cho dù có giành chiến thắng thì những hoài nghi dành cho huấn luyện viên Philip Chuse cũng khó có thể xóa hết. Còn nếu tiếp tục mất điểm, tất nhiên chuyện không còn gì để bàn.